Đó là bấm đi em gái. Rất thật thà. Anh lại em bấm đi em. Số 1 luôn á. Bấm đi em. Năn nỉ bấm đi. Trời ơi say bóng bấm. Đứng lên đi. Em với ảnh cũng có nhiều cái tương đồng nhưng mà em thấy ảnh không có cái sự lập trường. Lập trường quá trời đó. Lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi. Năn nỉ á. Anh nói em nghe nha. Chưa bao giờ năn nỉ thế. Bạn rất là dễ thương luôn á. Khó tìm lắm á. Bấm đi em. Bấm đi mà. Được đó. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Anh bảo đảm bao luôn. Bấm đi em. Cho em suy nghĩ lại. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Mình tên là Long Quang Nhiên. Mình là nhân viên kế toán kim thủ kho. Kế toán kim thủ kho là to thủ trưởng luôn á. Bạn quê ở đâu? Mình sinh ra thành phố Hồ Chí Minh và quê ở thành phố luôn. Mời em gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Phạm Thị Thanh Lan, năm nay 30 tuổi. Quê em ở Tiền Giang. Tiền Giang. Hiện tại em là nhân viên phòng khám nhi ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc, trong cuộc sống là cái gì? Em biết nấu ăn, có một chút xíu kỹ tính. Kỹ đến mức độ nào? Cộng tóc rớt dưới đất thì em cũng lụm. Trời đất ơi, em gọi em vòng chị có cộng nào em lụm chị. Không, em không có đến nỗi như thế. Không, nói chung em kỹ tính là tốt em. Trước sáng anh ăn phở rồi kia có 3-4 cộng tóc rớt vô phở mà cô đó, cô thấy cô không lụm gì chứ. Mốt anh dẫn em qua cho quán phở nha. Rồi bạn nam. Em không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết cào bạc luôn. Một cọng tóc rơi xuống em có lụm không? Không. Không. Tiền rớt em mới lụm. Em quen mấy mối tình rồi? Một mối tình thời sinh viên với một mối tình cách đây 2 năm. Quen một thời gian mình thấy nhiều quan điểm trái ngược nhau. Không hợp, bỏ. Chia tay. Còn bạn gái? Em trải qua 2 mối tình ạ. Ảnh có cái suy nghĩ là lên Sài Gòn em sẽ gặp một cái người là tốt hơn ảnh á. Có nghĩa người đàn ông đó người ta không đủ tự tin cho bản thân. Dạ, không đủ tự tin và không có niềm tin ở em. Mong muốn của em gái tìm người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Không nhất thiết là phải đẹp trai này nọ. Em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là gì? Tính lằng nhằng. Khoảng bao lâu thì mình có thể cưới nhau được? Ra duyên ạ. Ra duyên cưới em hả? Dạ. Rồi. Để anh xem cái bạn trai này có tính lăng nhăng không, có không em? Em không có, tại vì quan niệm về tình yêu của em là chung thủy ngay thẳng, có gì nói hết. Một cô gái thế nào em thích? Theo em là đó là một người lễ phép, cư xử gia giáo. Tại vì em sống chung với anh chị trong một ngôi nhà, thì mấy nàng dâu chia sẻ công việc với nhau. Em thì phụ, nàng rửa chén thì em nấu cơm, vậy thôi. Nhưng mà phải ở chung với các chị dâu khác hả? Tại vì đó là ngôi nhà tổ mà anh. Nhà rộng không? Nhà rộng, biệt thự. Biệt thự được. Em ghét nhất phụ nữ về điều gì? Nói nhiều. Nói ghét nhiều khi lỗ tai nghe bùm 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 bùm. Rồi không thích gì phụ nữ nữa? Em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống. Tại vì gia đình em là gia đình truyền thống. Hở hang không được? Dạ. Áo dài áo dứt rồi hay sao? Đi ăn tiệc thì áo đừng nó xẻ xuống quá. Hở chút được không? Hở chút được. Bỏ nút hai nút được không? Không. Giờ mua đen mà mặc bỏ nút hai nút là chuyện bình thường. Ở nhà mặc cái gì? Dạ, ở nhà mặc quần short cũng được. Mặc váy được không? Mặc váy được. Áo 2 dây được không? Không được anh. 1 dây được không? Không được, kệ không được. Không có dây được không? Làm gì không? Không mặc không được không? Trời ơi, sao khó quá vậy trời? Có nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời. Gửi với bây giờ em yêu cô này quá trời quá đất luôn đó. Nhưng mà cô nói với em là anh ơi, giờ nghèo khổ gì cũng được, mình ra mình mướn cái nhà trọ, từ từ mình sắm cái nhà nhỏ nhỏ cũng được, hai chồng ở riêng. Tại vì đó là nhà tổ thì anh chị phải ở chung, nếu mà em tách ra riêng thì không được đó, chị. Sao không được? Thì em định nhường nhà tổ cho mấy anh chị kia ở đi, em ra riêng em ở. Chứ lẽ giờ định suốt đời là sinh con đẻ cái rồi ở trong nhà tổ đó luôn, rồi mấy anh chị kia cũng sinh con đẻ cái ở trong nhà tổ đó luôn, rồi mốt nó chặt nít rồi sao? Đâu có, sau này sẽ xây miếng đất kế bên nữa. Kế bên nhà tổ có miếng đất nữa hả? Dạ. Miếng đất đó của ai? Miếng đất đó của gia đình. Mấy anh chị em hùng tiền lại để xây lên. Rồi cũng ở chung nữa, hùng tiền dạ. Xây chung lại ở chung nữa. Riêng được không? Muốn cái riêng chút xíu được không? Tại vì ở riêng này em không thích.
À, nói chung là em thích ở chung. Có gì mình chia sẻ công việc, quan tâm lẫn mấy, nhau. Mấy anh chị em tất cả? 5 anh chị em chị. Mấy trai mấy gái? 3 trai 2 gái chị. 3 trai 2 gái là hiện giờ tính là 5 anh chị em đó là ở chung với nhau hết luôn đó. Đâu có 2 chị gái gả ở ngoài rồi chị. À, thì 3 anh em với 3 chị, 3 dâu là 6 người sẽ ở chung nhà đó. Rồi sinh con đẻ cái là ở chung hết trong nhà tổ đó. Dạ. Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dài 20 mét, ngang 10 mét. Ngang 10 mét, dài 20 mét là tính miếng đất chưa hay là mới cái nhà tổ không? Nhà tổ đó thôi. Rồi cái miếng đất ngang mấy mét, dài cũng mấy vậy mét luôn. Tổng cộng là coi như 20 mét ngang, 40 mét dài là 400 mét vuông. À, công nhận tôi rảnh, ông này cũng dễ khai ghê, nó hỏi nhiều cái trơn trọi. Được. Em nói em thật thà mà. Tôi thật thà. Nhưng mà anh nói với em á, cái đó là cao lắm á, hiện thao này nếu cần chia cũng ngon lắm á. Đâu có. Đó là được, nhà tổ là biết nhà tổ rồi. Nhà tổ là không bán. Thì nhà tổ có bán nhưng mà miếng đất kế bên ngon lắm á. Không có luôn. Miếng đất kế bên ngon. Miếng đất kế bên cũng không bán luôn. Nhà cũng ngon. Nhưng mà đó là cứ biết là không bán rồi, nhà tổ. Nhưng mà đất cũng ngon. Không bán hoài. Hôm nay em gái đi với ai Cương? Dạ em đi với chị đồng nghiệp và cháu gái buộc ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Hai bạn đều là những người truyền thống, kỹ tính, quan tâm đến gia đình. Nhưng mà nghe bạn Nam bên đây chia sẻ thì mình thấy là bạn rất yêu thương gia đình của mình và muốn gắn bó với gia đình. Cái điều đó đó rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh những cái chung, mình cũng phải suy nghĩ đến những cái riêng của mình. Khi mà mình đã có một cái gia đình riêng thì khi đó mình là trụ cột gia đình thì mình phải nghĩ đến cái gia đình nhỏ của mình trước. Cái suy nghĩ mà mình nhất định mình sẽ không bao giờ ra riêng đó thì mình khoan đặt nặng vấn đề đó trong giai đoạn này, nó sẽ không hay. Còn về phía Lan á, thì như chị nói á, là mình có nhiều điểm tương đồng. Nên là nếu mà được á, thì em cứ cho em và bản thân bạn trai đây một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Xin rồi, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Em đi với chị dâu và một chị nuôi. À, chị dâu, ha, có chị dâu trong nhà rồi, khỏe rồi. Chị dâu ơi. Dạ, em là chị dâu. Em là chị dâu, rồi. Dạ. À. Theo em nghĩ thì em đi cũng là được, mà dễ thương, hiền. Hai bạn cũng có hợp tính với nhau nữa. Ở chung á, không hợp á, thì mình có thể xây một cái gia đình nhỏ riêng. Mình có thể ở riêng. Chứ ở trong gia đình thì cũng không có bắt buộc là phải ở chung nhà. Đó, thấy chưa? Gặp chị dâu dễ, thấy chưa? Cảm ơn em nhiều. Bây giờ thế này nè, cái nhà tổ á, thật sự cũng phải nói là em bán. Đừng nói không bán nữa, ai kêu bán. Bây giờ ba anh ngăn ra. Người nào lớn thì lớn hơn chút, người nào nhỏ nhỏ thì chia ra hoặc là chia đều ra. Ngang 20 chia làm 3 miếng lớn lắm à. Gần 7 mét ngang, 20 mét sâu chứ mỗi, bộ. Mỗi người có một phòng riêng mà anh. Trời ơi, ông này ông cương quyết không mệt ông quá. Ok ông đi, bây giờ chỉ 3 người 3 căn riêng được không? 3 cái căn 3 cánh cửa riêng được không? Đừng có đi qua đi lại chi. Trời ơi khổ bây ghê. Giờ ý là nhà tổ vẫn ở chung, miếng đất đó ngăn ra 3 cái gia đình riêng. Rồi thích thì mở cửa ra chung, không thích thì ngăn ba miếng đất riêng. Ví dụ như anh lớn là ngang 7 mét và 20, rồi anh kế là ngang 6 mét và 20, còn nhiêu là em được không? Cũng được. Cũng được. Được. Được không? Được. Được. Được chứ. Cũng ở chung nhà mà đâu có bán đâu. Mà bán không? Không. Nói thôi vui thôi. Thật sự chị dâu em nói đúng đó. Còn chị nào có ý kiến nữa không? Thấy sao chị? Theo chị họ thì thấy sao? Chào MC Quyền Linh, dạ. Chào Cát Tường, dạ. Em yên tâm đi, Nhiên nó thật thà lắm. Cha mẹ mất hết rồi thì muốn cho sống chung một nhà. Cái cô chị dâu này thì về nhà đã mười mấy năm rồi. Thì coi Nhiên giống như là một đứa em trai chứ không phải là một đứa em chồng. Còn nếu mà muốn ra riêng để mà có cái gì riêng thì chị nghĩ cái chuyện đó không thành vấn đề. Chị nghĩ là hai đứa cũng nên có cơ hội với nhau. Dạ, dạ. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mở màn ra, bắt đầu gặp nhau nói chuyện đi để hiểu. Nhưng mà em sống truyền thống quá hả? Thường đi chơi đêm mấy giờ về? 10 giờ là em về rồi. 10 giờ về rồi. Ví dụ đi quá 10 giờ rưỡi về được không? Không. Em sao vậy? Đúng giờ là em về. Ví dụ về trễ, kêu cửa em mở không? Kêu cửa là gia đình mở. Ai mở? Anh mở, nhưng mà nhiều lúc thấy anh thức khuya quá nên em không muốn về trễ. Ví dụ giờ vợ em rủ lâu lâu đi chơi mà 11, 12 giờ về rồi em chịu không? Thì lúc đó kêu anh ngủ sớm em, tại vì nhà đó có con hẻm nhỏ kế bên, anh em đi vô con hẻm đó được. Nghĩa là em có mở cửa không? Mở. Vợ em đi làm đêm về thường xuyên 11 giờ đêm được không? Thường xuyên một hai lần thì được, nhưng mà thường xuyên thì không được. Ví dụ như bữa nào đó vợ em mà
đi về mà thấy trễ quá, họ em không mở cửa hay là anh em không ra mở cửa rồi vợ em ở nhà ai đó được không? Em sẽ gán đợi. Này nó thật thà quá. Thôi được rồi, hỏi gì cho biết thôi. Bây giờ hai đứa gặp mặt đi nha. Mở rào. Rồi. Quà tặng, tặng em. Tặng quà xong rồi hát luôn nha, hát tặng bạn gái liền luôn nha. Anh xin hát tặng em một bài hát là Khi Có Em Trong Đời. Khi có nàng trong trái tim mình, lòng đầy ước mơ khi thấy em vui cười. Ánh mắt em sáng ngời, lấp lánh trong nắng mai mùa xuân. Cho hồn anh nằm say câu tình yêu anh muốn cho em mà lâu nay thầm dấu kín. Khi có nàng trong trái tim mình, bầu trời thắm xanh như mắt em trong chiều. Anh nắng thêm ấm nồng, gió hát lời khúc ca tình yêu. Em thần tiên hồn nhiên cho đời anh thôi hết cô đơn. Mùa xuân qua ngàn sang thăm, núi non bao năm dù có hao mòn, tình này dành cho nhau thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi. Nắm tay đôi ta cùng đến trên trời mịt mù về nơi yên ưng, cho tình nồng như mơ hơi người yêu. Từ khi có em, hồn như án mây bay về chốn thần tiên. Thôi quá thì căng dữ vậy. Anh xin tặng em một bài thơ mà anh tự sáng tác. Phụ nữ là Eva, đàn ông là Adam. Eva lúc thì giống cọp, lúc thì giống mèo. Cọp hay mèo là do Adam. Duyên nợ kết Eva và Adam lại với nhau. Trời ơi, gì vậy trời? Chắc tôi chết quá à. Dễ thương quá cưng. Được rồi, rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cảm nhận của em gái như thế nào về chàng trai đó? Thấy anh thì cũng vui vẻ. Vui quá đi chứ. Hát cũng hay. Hay lắm rồi nha. Càng hay bữa nào anh cũng hát luôn á nha. Em có tặng anh một cái chậu xương rồng, thì anh có thể cho em biết ý nghĩa của cái xương rồng không ạ? Xương rồng thì nó chịu nắng chịu nước được, khẳng khái đứng giữa trời mặc cho sa mạc, mặc cho nắng mưa, mặc cho sa mạc luôn. Cây xương rồng nó cũng thể cái tính cách của em, bề ngoài nó rất là sần sùa nhưng mà bên trong nó cũng muốn yêu thương, thì mong anh sẽ hiểu được cái ý nghĩa trong đó. Thì nhà anh cũng có trồng cây xương rồng, anh cũng thích trồng cây xương rồng lắm. Ta nói là hiểu giùm cho con người. Dạ, ta em hiểu. Hiểu gì, hiểu sao? Hiểu hình tượng giống như cây xương rồng, tính cách giống như cây xương rồng. Rồi bây giờ em thấy cổ giống xương rồng không? Không, đẹp. Đẹp không? Đẹp bây giờ không? Cái... đẹp. Em thấy có sao xuyến đồng lòng với người đối diện không? Có anh, giống người trong mộng em 70-80%. Dễ thương mà. Rồi bây giờ em hỏi cổ đi, bây giờ em quan niệm tình yêu thế nào, em thấy anh thế nào, hỏi đi. Anh thấy em như thế nào, quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Thì nhìn anh thì cũng được, nhưng mà qua cái cách chia sẻ của anh á thì em thấy là anh một người thì chưa có tính tự lập, chắc là cũng khó tính lắm. Anh thì không có khó đâu, thấy anh vậy chứ anh rất dễ. Nếu chúng ta quen nhau thì khi nào em rảnh thì anh chạy xuống hay là... Công việc hiện tại của em là từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thì nó cũng gọi là khó để hẹn hò. 10 giờ em phải về nhà rồi, giờ sao? Lúc đó mình về mình bàn lại với gia đình, nói là công việc của em nó như vậy. Ừ, từ bây giờ là từ 10 giờ anh được phép ra ngoài được không? Chắc được. Em phải bàn gia đình ha. Em tự quyết định. Đúng rồi. Nó nãy giờ mới nghe có một câu hay thế đó. Vậy thì mình sẽ chọn cái nào? Chọn 10 giờ vô nhà hay là chọn 10 giờ đến đón cô ấy? Chọn cái nào? Chọn 10 giờ đón cô ấy. Được. Vậy có được chứ. Rồi mình nói quan điểm con cái đi. Em là truyền thống lắm, em thích trai gái thì nói luôn đi. Em thì trai gái đều được. Mấy người anh em thích trai hay gái? Anh em dễ lắm anh. Chị dâu á, trai gái đều yêu thương. Quan trọng mấy người đó nữa. Dạ.
Dạ anh thích nít không? Thích chứ, hồi mấy đứa cháu anh còn nhỏ anh thường chơi chung với nó. Chơi chung vui lắm, nên anh rất thích con nít. Em thích chơi trò chơi gì? Bóng gỗ cũng có, rồi đánh cầu lông cũng có. Ừ, có chơi banh đũa không? Không, không chơi banh đũa. Dù giờ vợ em về thích chơi banh đũa em chơi chung được không? Banh đũa em đâu biết chơi. Dẹo hoài. Bây giờ vô kế hoạch kết hôn đi nè, kế hoạch như thế nào? Anh thì có lập một quỹ dành cho con cái hết. Quỹ, ôi, quỹ đám cưới hết. Chưa có vợ mà lập quỹ cho con cái luôn rồi hả? Tại vì em học nghề kế toán nên em tính toán rất kỹ chị. Em tính cho tương lai hết rồi. Tính nhà đó chia ba hay sao? Ở nhà đó không có bán rồi anh. Dành tiền cưới vợ được nhiêu rồi? 500-600 chị. Trời ơi, cưới vợ mà 500-600 triệu luôn hả? Cưới vợ dữ vậy? Dạ, tại nhà em họ hàng cũng nhiều à. Nên tính đãi khoảng 20-30 bàn. 20-30 bàn. Đúng rồi, ngon hả? Đãi đâu? Đãi trong nhà thờ tổ luôn hả? Đãi ở Thái Quê hoặc là Thuận Kiều. À, tính lô trơn luôn rồi đó hả? Dạ. Cái miếng đất cây bền 10-20 tới 10 cả chục tỷ á. Không bán mà anh, nó hỏi hoài. Bán hỏi hoài. Rồi, thôi được rồi, bây giờ vậy, tiến lên, tiến lên. Dạ. Tiến lên, cho em, em quá thiệt tình luôn, cho em một cơ hội nè. Giờ hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đố em dám hùng cổ con cái đó. Dám, dám. Được á, bản lĩnh á. Nhưng nếu giờ em rất là thương cổ, hai thương nhau, nhưng cổ nói giờ thôi bán miếng đất cái bên kia được không? Hả? Chịu không? Không. Dứt khoát luôn hả? Dạ. Dù con em lớn lên rồi muốn chia cái miếng đất đó được. Đã em nói em có quỷ hết mà. Thật sự nha, nãy giờ anh vẫn chơi thôi. Đây là một người số 1 đấy. Yêu thương vợ, lo lắng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Không bán là không bán. Bao nhiêu không bán hết. Cho thấy được rằng lập trường của anh ấy rất là ok. Dễ thương lắm em. Để tìm một người này bây giờ hơi bị khó đó. Chứ anh có là anh bán lâu rồi đó. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Em bấm không? Bấm. Cổ không bấm, bấm em bấm không? Em bấm. Cổ không bấm. Thì đã nói là duyên nợ mà. Nhưng mà cổ không bấm. Thì mình đến với nhau đây là giờ cái duyên rồi. Cổ không đến. Mình cũng buồn thôi. Buồn chút xít. Cổ không bấm em bấm không? Em bấm. Em bán không? Em không bán. Bấm nhưng không bán đúng không? Trời ta. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Đó là bấm đi em gái. Thật thà. Anh lại em bấm đi em. Số 1 luôn á. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm bấm. Bấm đi em gái. 3 Bấm. Hết thời gian. Bấm. Bấm đi em. Năn nỉ bấm đi. Trời ơi say bóng bấm. Đứng lên đứng lên đi cơ. Em với ảnh cũng có nhiều cái tương đồng nhưng mà em thấy ảnh không có cái sự lập trường. Lập trường quá trời đó. Lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi. Năn nỉ á. Anh nói em nghe nha. Chưa bao giờ năn nỉ như thế. Bạn rất là dễ thương luôn á. Khó tìm lắm á. Bấm đi em. Bấm đi mà. Được đó. Dạ. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Anh bảo đảm bao luôn. Bấm đi em. Cho em suy nghĩ lại. Dạ không cần phải suy nghĩ à. Tại vì em cái cảm nhận, cái cảm giác của em dành cho ảnh nó không có cảm xúc. Không cảm xúc vì điều gì? Em muốn một người chuẩn. Chuẩn cái lời nói hơn. Anh sẽ tìm vợ cho em. Cảm ơn. Đây hai bạn. Thật sự là cũng hơi bất ngờ và rất là tiếc. Đây là một chàng trai rất là thực tình mà thời buổi này rất là khó kiếm một người như vậy. Nhưng mà cũng không trách em được. Có thể là do cái cảm xúc mình chưa có đúng không? À, hơi tiếc nuối, thật sự là chị hơi tiếc nuối. Những cái gì chúng ta chưa thấy được trước mắt, nhưng chúng ta sẽ thấy được ở tương lai hậu vận rất tốt. Có thể bề ngoài như thế, nhưng trong trái tim của chàng trai này là một trái tim nóng bỏng. Một cái sự yêu thương mà có thể khó có. Như vậy là chúng ta không có duyên với nhau. Các cô gái ngồi xem truyền hình ơi, hãy liên lạc với chúng tôi nha. Chàng trai này
vẫn là số 1 của tôi đấy. Cô gái cũng có cơ hội dành cho nhiều chàng trai đấy. Hãy bấm nút chuyển về chúng tôi nha. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Hãy bấm nút cho hai người này nha. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong, năm nay 29 tuổi, công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. Quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy rồi à. Cùng quê rồi ha, quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra chưa? Chưa nghĩ ra rồi. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính. Khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa, đó đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu quá. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng, nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới tốt. Người bên hơn. Kia là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết rồi hả? Dạ, chưa có mối tình nào. Chỉ có một lần yêu đơn phương, với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây hết. Một lần yêu đơn phương. Yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa á chị. Cái gì có mấy bữa vậy? Mà đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu hà. Năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn nó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em, mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó tặng bạn thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta. Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xến xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em chị. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi, người ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng đâu bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn? Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó đuổi em duyên nữa. Nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hôn, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa đó. Có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hôn luôn đúng không? Thôi không được chị. Sao không được? Nói từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hôn đó. Nghĩ cho kỹ nha, nghiêm túc, ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Rồi mất công rồi bấm rồi, không cho ta hôn rồi rượt, rồi quýnh người ta nữa là không được à. Thôi, cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À, vậy là bây giờ em bấm là em hôn, em chủ động em hôn người ta. Nhất trí vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương, nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang với nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy. Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao. Là nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa?
Dạ, có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, con gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ, em làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi. Dạ. Em đi du lịch, em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em, thì em sẽ làm gì? Dạ, nếu đó đặt ra hai trường hợp, em có người yêu rồi, thì em sẽ nói với thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp, dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ, tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á, thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha? Dạ, đúng rồi. Đó là đổi điện thoại thôi. Dạ, người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó. Nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ. Cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ, nghe. Rồi em sao? Em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. Rồi. Vậy được rồi anh. Yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Có mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng đó như này. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài là được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt, với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi, nên là không nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi vậy đó. Giả bộ gọi là nhõng nhẽo rồi kia, chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đó nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy. Ví dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook thấy hình mà có chồng có chồng em trong đó nữa, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch, thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao, nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê cho đông người mà chị. Vậy là em quá rộng rãi rồi. Vậy là được. Em là người rộng rãi lắm. Chỉ là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ. Cái gì quá đáng thì không được. Chào em. Dạ em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt này để quay chương trình. Trời đất ơi, có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược, đất quốc. Chốt quá. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? Theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? Em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. Em rồi tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ, thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè, để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè, là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc vậy em đâu có show được cơ ra đâu mà. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì đến chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh, Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao, Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu, con cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Con có ghen ngược lại bạn mình không? Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn
vợ mình làm dâu. Nhưng mà thí dụ như khi cưới về á, à, con bé này nó hợp với mẹ, mày muốn nó ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian, mẹ con cũng về lại. Tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị, thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á, thì có một mình cháu Thảo thôi. Nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể. Cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi, rồi xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với em họ. À, xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ anh thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, cho nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi, cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Anh, hôm nay rất vui là được biết em. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa anh siêu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật. Thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật. Nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp trời. Như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi cách work không? Dạ. Nếu mà anh không ngại em mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Đó, thử coi xứng đôi không? Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Tan 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 tan. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ chủ động, sẽ là để cái lịch hẹn ra. Em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Dạ. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ là ước muốn đi, còn thực tế thì nó tính sau. Bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau. Cho thêm 30 giây nữa, mỗi người hãy nói một cái câu nào đó thật lòng nhất. Mình muốn nói một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không. Hôm nay anh cũng rất là vui khi được biết em. Hy vọng anh sẽ được có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa. Hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh. Thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình.
chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Rồi, em nào, nắm tay nhau đi. Em phải nói với mẹ điều gì đi? À, chào bác. Đó. À, hôm nay cho con mặn phép nắm tay con gái bác trước các anh chị đây đúng không? Nắm rồi mới nói. À, con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau. Vậy cho con hôn con gái bác nha bác. Nói gì vậy? Không xin, không còn thổi lỗ tai nữa, để nó nói gì đâu mới hôn. Đây là vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212. Dạ, chào anh Quyền Linh, rồi chào em. Chị Hồng Vân, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Trường, em năm nay 30 tuổi. Công việc em hiện tại đang là cố vấn dịch vụ cho một hãng xe ô tô. Dạ. Em hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Đồng Tháp. Mời nhà gái. Còn em. Dạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ở bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Khởi Phụng, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang quê ở An Giang và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh là bên ngành bên tư vấn chăm sóc khách hàng ở bên lĩnh vực chăm sóc mẹ bé chị. À, mẹ và bé. Dạ đúng rồi. Rồi em cho chị biết một chút xíu về cái ưu khuyết điểm của em đi. À, về cái ưu điểm của em thì em thấy là em là biết vui vẻ, hòa đồng và chăm quan tâm chăm sóc người khác và em thích mang đến tiếng cười cho người khác nữa. Còn cái khuyết điểm của em là nhiều khi em sẽ gấp á, em sẽ nói hơi gấp thì em sẽ có khi em sẽ hơi rối và em nói hơi nhanh một xíu. Dạ. Với lại là nó nhiều khi nó cũng hơi có cái hơi rung nữa. Dạ à. Đúng rồi. Dạ. Rồi nhà trai kìa. Điểm mạnh điểm yếu thế nào, nói cho thằng gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Em học hỏi và tiếp thu nhanh, em cũng sống tình cảm và trang hòa với mọi người. Em cũng hay giúp đỡ người khác. Quá tốt. Cũng chia sẻ, hay cũng chia sẻ với những cái công việc của mình với những người khác để công việc nó tốt hơn. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu em là em thỉnh thoảng em bị quên, hay quên. Thích nhạc nhưng mà không nhớ lời, cũng không nhớ tựa bài hát. Có một cái điểm yếu nữa là đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, đôi khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Ừ. Dạ. Tức là đỉnh cao là em còn tuôn ra bất kỳ lúc nào. Dạ. Rồi. Để làm người khác bị tổn thương đúng không? Đúng rồi, đôi khi bực mình quá nó tầm bậy tầm bạ làm người khác tổn thương. Dạ, em có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trước giờ thì em có 3 mối tình đó chị Hồng Vân. Ồ. Dạ. Có mối tình nào mà vì những cái lời nói tổn thương như vậy mà chia tay không? Dạ, mối tình đầu tiên thì đó là mối tình, chắc là mối tình đầu tiên đó chị Hồng Vân. Tại vì đôi khi còn trẻ, lúc đó là còn trẻ, không có được chia sẻ và thông cảm với nhau á. Nên là những lời nói đôi khi nó không có làm cho người khác người ta hiểu được mình. Nên là cũng có, nhưng mà sau đó thì là không có. Em hay sau một cái mối tình đầu tiên đó thì em tự nhìn nhận bản thân mình và em sửa đổi và nhìn lại những cái gì mà mình đã trải qua. Mình nhìn được cái xấu của mình là tốt rồi. Dạ. Rồi mối tình thứ ba là lâu chưa? Dạ, mối tình thứ ba thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu nhau được 8 tháng á. Thì không sao, cũng chưa sâu đậm lắm. Ừ. Dạ. Mối tình lâu nhất của em là được bao nhiêu lâu? Dạ, đó mối tình đầu tiên á chị Hồng Vân. Là mối tình đầu tiên? 4 năm á chị. 4 năm. Mà cái 4 năm đó nó không có liên tục, nó cũng ngắt quãng. Nói chung đó là những mối tình đầu không thể nào quên được. Nó là những ký ức rất là đẹp ha. Dạ. Bây giờ nó đã trôi qua hết rồi. Nó vẫn mãi là ký ức. Rồi 3 mối tình. Bên nhà gái. Mình thì sao nè? Dạ, từ đó giờ em chưa có thích
chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Là chưa có ai thích em mà em cũng chưa thích ai luôn, đúng không? Chắc là thời con nít đi học thì chắc là thuộc dạng thích, thích nít thì có chứ còn... Ừ, con nít không, được bỏ con nít đi. Không có. Rồi con gái á, ừ, là chưa thương ai luôn. Dạ chưa luôn. Ồ, vậy hả? Dạ. Ủa, em... lý do? Ờ, chắc là tại hồi, thật sự tại hồi nhỏ đó, rồi lúc em đi học hồi cấp 2, cấp 3 đồ á, thì thời đó thì em hơi nhút nhát, em chơi, thường em chơi với bạn nữ nhiều. Rồi tới thời, với lại lúc đó em lớp 5, em 50kg. Xong cái tới thời sau này em đi làm rồi á, thì phải lúc em đi học, em lên Sài Gòn rồi á, thì bắt đầu lại là mình chân ướt, chân ráo, mình vừa mới lên. Thì mình chưa kịp làm quen với sinh hoạt, tới hồi mà làm quen sinh hoạt là người ta có bạn bè hết trơn, người ta có đôi, có cặp, mình cũng chưa có ai. Nhưng mà em có thương tầm ai bao giờ? Không, lúc đó em có dọn dạng như mà mơ mộng một xíu thì thấy anh ấy đẹp trai quá thì cũng suy nghĩ một xíu. Nhưng mà thương thầm ai thì cũng chưa. Chưa luôn. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà cũng may là chưa thương thầm ai, chứ thương thầm ai mà tính em mà nếu như mà thương thầm mà thấy người ta không thương mình chắc khổ dữ. À vậy. Tính em cũng hơi tình cảm một xíu. Dạ. Như vậy thì là cái hình em hình dung cái người yêu của em phải như thế nào? Em hình dung người yêu của em muốn một người phải chững chạc một xíu, một người ấm áp, điềm đạm. Và nó sẽ có cho em cảm giác an toàn. Cần đẹp trai không? Cao từ 1m65 trở lên là được, ngoại hình dễ nhìn, có duyên là được rồi, chứ cũng không cần phải đẹp trai, tại vì em không cần giống tài tử nào hết. Quan trọng cái tính tình hơn. Giống anh Quyền Linh cũng được, giống anh Quyền Linh là càng tốt. Dạ. Thì giống giống anh đó. Ha? Dạ. Cũng đẹp trai hơn anh nhưng mà có nét da ngầm ngầm giống anh đó. Dạ. Giống nước da. Rồi dạ. Con anh trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì thích một bạn nữ tóc dài. Tóc dài gì nữa? Dạ, da sáng một tí. Da sáng, có dạ. Sáng đó, mình dạ. Sáng đó. Dạ, biết chia sẻ. Rồi, nãy bạn nói bạn sống rất là tình cảm. Dạ. Và người miền Nam anh. Người miền Nam đó, miền dạ. Nam luôn, An Giang. Bên An Giang dạ. Đây nè. Dạ, qua cái cầu là tới. Rồi, qua cầu dạ. Là tới, em là Đồng Tháp đúng không? Dạ. Đồng Tháp đi qua cầu Dầm Cống. Dầm Cống và cầu Dầm Cống bây giờ đi thẳng tới Kiên Giang luôn, qua luôn ngã ba Lộ Tẻ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Là đi một tới luôn. Dạ, trời ơi. Ơi, tao nói dễ thương, trắng tươi, trắng dạ. Hơn em. Dạ. Hey, cưng quá, được á. 29 ha. Tuổi đó mà chưa có mối tình nào. Cái hay là bên đây nè, bên đây cũng tình cảm, bên đây cũng sống tình cảm. Hai người sống tình cảm với nhau là được rồi. Ha. Được, bây giờ nè, em không thích điều gì đàn ông? Em thích người đàn ông gia trưởng, tính toán, chi ly. Với lại nếu như mà có nóng tính thì kèm lại một xíu. Khi nào em đẩy quá người ta tới cái một đỉnh cao của sự nóng tính người ta mới buông lời ra, em đúng em không? Là em chịu dạ. Đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Rồi dạ. Mà người ta đẩy em tới lúc nào em có buông ra những cái lời cay nghiệt không? Không, em chỉ để trong lòng thôi. Nhưng mà thôi đó là kiểu như là sẽ như là những cái quan tâm đồ của em bắt đầu nó sẽ giảm đi. Và nếu như mà khi một khi em dứt khoát rồi em rất là dứt khoát. Tại sao em không nói ra? Thật sự tại vì tính em thì em thích là thật ra phụ nữ cũng hơi cũng có nhiều khi nó cũng hơi lạ xíu là không thích nói nhưng mà muốn người ta hiểu một xíu. Đúng rồi, mấy cái đó mà còn phải nói ra, mà không có khả năng nếu như mà thân thiết hơn thì em có khả năng em cũng sẽ nói ra. Nếu như dễ nhất là nói ra đi em ơi. Đúng rồi. Nói ai đâu mà hiểu, mệt quá. Thời buổi này nhiều cái mệt mỏi quá giờ rồi ha. Còn đủ thứ, trời ơi, tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, mưa bão gió lũ. Nói đi cho người ta hiểu luôn chứ. Đúng rồi. Thôi, nói chung là hai bạn anh thấy cũng có nhiều cái tính tương đồng với nhau. Bây giờ là anh trai đi với ai nè? Dạ, em đi bạn học cùng quê em à. Có bạn học cùng quê hả? Dạ. Đồng Tháp rồi. Đồng Tháp hay Sa Đéc hay là dạ. Cao Lãnh? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào em. Bạn trong trường quay, chào bạn bên nhà gái. Mình tên là Nhi, mình là bạn học cấp 3 của bạn trường, cùng quê luôn, quê là ở huyện Cao Lãnh đó nè. Hôm nay em được trường nói là, em thật ra em là người đăng ký cho trường để tham gia chương trình này. Khi chương trình gọi cho bạn trường thì trường mới biết, em cũng đăng ký khá cũng vài tháng rồi á. Thì hôm nay em được cho là người thân của trường đến đây. Thì thật ra nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ thì em thấy ở hai bạn có cái điểm chung với nhau á. Thật ra là hai bạn cùng làm cái ngành dịch vụ khách hàng. Thì cái khả năng thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì em nghĩ sẽ là có. Đặc biệt là bạn nữ làm bên cái ngành mẹ và bé nữa. Thì ở đây trường có cái mong muốn, cái mẫu hình bạn gái của mình đó là người miền Tây này. Thì An Giang với Đồng Tháp thật ra nó rất là gần. Qua cầu là đã tới.
Bạn nữ cũng khá là xinh và trắng, cái chuẩn chiều cao cũng cũng cỡ cỡ như bạn trường mong kỳ vọng ra. Thì em thấy là hai bạn cũng có thể cho mình một cái cơ hội để có thể tìm hiểu với nhau. Và cái tính của trường thì cũng muốn là chia sẻ, có người lắng nghe và chia sẻ với nhau, thì em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Vậy là rồi, cũng có một ý kiến của bạn trai rồi, bạn gái. Dài. À, em đi với hai bạn chung phòng của em anh. Chung phòng ha. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyễn Linh, chào các bạn xem chương trình. Thì em thấy bạn trai này cũng khá là dễ nhìn, hiền chân thành, đồng phụng thì cũng rất là hiền, biết quan tâm người khác, thì em hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ hai bạn tìm hiểu sẵn luôn đi, mở rào. Đó, cách tìm hiểu trực diện luôn nào. Kéo rào. Ông mở rào ngủ rồi hả? Mở rào. Rào không mở. Ông ngủ rồi. Mở rào. Chắc mở tới sáng quá. Không thử được, ta lấy tay ta kéo luôn đi. Ngồi nghiêng rồi hả chị hả? Chào bạn. Dạ, dạ em chào anh. Mình có món quà tặng bạn. À, em có một cái món bánh em tự làm gửi anh. Rồi, cảm ơn. Rồi mở ra coi quà của trường là cái gì. Yeah. Trường hơn tăng tuổi đó, xưng anh đi. Yeah. Mở ra coi nè. À, là... À, là cái khăn chị. Cái khăn hả? Dạ. Sao em tặng cái khăn vậy trường? Em dạ, muốn nhắn gửi điều gì trong này? Đây là cái khăn tròn đó chị Hồng Vân. Thì cái khăn tròn thì mình có thể sử dụng được rất là nhiều trong mọi trường hợp. À, nóng thì mình choàng cổ để nó tránh nóng, còn khi mà gặp tới cái mùa trời đông sắp tới nè thì mình sẽ bảo vệ được cái vùng cổ của mình. Vùng cổ của mình. Rồi còn em sẽ tặng bánh chiếc khăn vậy? Gió ấm á. À, em hy vọng hôm nay sẽ là một cái buổi bắt đầu ngọt ngào. Cảm ơn. Dạ, rồi, rồi. Cảm ơn. Bên nhà nữ tôi nhận quà nghe. Nhà nam nhận quà nhớ chừa lợi nghe. À. Dạ. Ngồi đi cưng. Dạ. À. À, chào Phụng. À, dạ, chào anh. Không biết là Phụng đã tới ở thành phố Hồ Chí Minh này được bao lâu rồi? À, em lên đây từ năm 2009. À, anh lên trước một năm, anh lên từ 2008 anh đi học. Dạ. Yeah. Thì hiện tại công việc của Phụng là nghe nói là bên là chăm sóc bên khách hàng, tư vấn nhiều tư hơn. Vấn, dạ, tư đúng vấn. Rồi. Thì cũng trường cũng làm bên lĩnh vực ô tô, cũng là lĩnh vực tư vấn. Dạ. Yeah. Thì mình hay chia sẻ với khách hàng về những cái lợi thế, những cái điểm mạnh, điểm đúng yếu rồi. Nên là trường cũng hy vọng là Phụng sẽ có thể những cái chia sẻ thật là chân tình với yeah. trường trong cái dịp hôm nay. Hốc hồn nói chuyện giống như nói chuyện khách hàng vậy. Anh em rồi cho nó tình cảm đi cưng. Anh làm như Phụng đi sửa ô tô vậy đó. Anh em hồi hộp quá chị em đang đúng không chị? Dạ. Biết rồi. Em hỏi cứ, tư vấn như nào nếu có con thì sao? Em cứ nhớ đây là một nửa của mình nhưng không phải đối tác nha. Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của em là như thế nào Phụng? Quan niệm của em tình yêu hôn nhân quan trọng nhất là chung thủy. Em nói với em là hai người đến với nhau quan trọng là chung thủy. Và thí dụ như mà có vấn đề gì xảy ra thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giấu giếm. Em tôn trọng vấn đề đó. À đúng rồi. Với lại là bao dung và biết chia sẻ. Dạ. Yeah. Thì anh cũng vậy. Mình khi mà gặp vấn đề nào đó mình cùng ngồi lại với nhau để mình chia sẻ, để mình giải quyết vấn đề đó. Yeah. Thì mình mới đi được xa. Yeah. Và tiến được xa và mình thấu hiểu được nhau. Thì quan điểm về tình yêu của anh cũng tương tự như vậy. Đồng hành, chia sẻ và thay đổi. Yeah. Thay đổi để mình phù hợp với đối phương, chứ không phải là đối phương phải thay đổi theo mình rồi mình phải gia trưởng hay là như vậy. Yeah, thì rồi. Anh thì không có gia trưởng, tính anh rất thoải mái. Nếu không, mà sau này mà có mình tiến định với nhau á, thì
vấn đề tiền bạc thì anh cũng không hy vọng là anh phải là giữ. Em tưởng em nói là anh hy vọng là anh là người giữ hết. Anh không thích kiểm soát vấn đề mà chi tiêu nó quá đáng. Dạ. Nó phù hợp thôi, phù hợp với mọi hoàn cảnh là được rồi. Dạ rồi. Anh nhận xét, anh thấy em ấn tượng của anh như thế nào? Về ngoại hình thì ghép phụng rất là xinh. Dạ, em cảm ơn. Cũng là người miền Tây nữa nên giọng nói rất là ngọt ngào. Dạ. Đi cặp dạ. mắt, các cặp mắt phụng đẹp lắm. Dạ, mắt mà hơi có thoáng đẹp. Buồn á. Dạ. Dạ đúng rồi, cặp mắt của em cũng không biết nữa, em thấy em cũng vui vẻ, cũng cười lắm. Lâu lâu nó lại hơi buồn một xíu. Hơi buồn mùng 1 Tết đừng tới nhà người ta nha. Ôi, em mùng 1 Tết em chỉ ở nhà thôi. Thật ra em thì em thích là như bắt buộc em thích đi nhà người ta mùng 1 Tết cũng chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Tức là em thích đi đâu mà đông đông phải đi chơi với gia đình đồ. Những cuối tuần em cũng thích ở bên gia đình đồ nhiều hơn là em không có thích đi ra ngoài nhiều lắm. Nhưng mà cặp mắt buồn nhưng mà đẹp. Yeah. Những người có cặp mắt buồn là sống nội tâm lắm. Mắt Linh, Linh về mắt buồn buồn, mắt ướt hoài, mùng 1 nhắm đi đâu chứ. Mắt Linh không có buồn. Yeah. Buồn, mắt Linh buồn ghê. Không có buồn, có buồn ngủ thì có. Trường biết không, những yeah. người phụ nữ mà có cặp mắt buồn vậy, họ nội tâm lắm. Họ ít chịu nói ra lắm. Bởi cho nên em phải khơi gợi. Có cái gì thì phải nói, chứ không có đón ý được đâu, mệt mỏi lắm. Dạ, em thì có một cái chia sẻ khơi gợi để cho đối phương của mình á, để đón ra hết những cái nỗi lòng thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ được với Phụng những trong những vấn đề mà khó khăn hay là những vấn đề mà khúc mắc sau này. Dạ rồi. Em có thường đi du lịch không? Em cũng như là không phải là tại vì phải công việc phải tùy, giống như thường thường nếu như mà lễ Tết em lại thường về quê, và nếu như có du lịch thì em đi thực dạng em đi cả nhà. Tức là em phải cả nhà em không có đông, tức là em đi với mẹ em, với em, dì em rồi đó. Em thích đi mà đi đông đông như vậy á, thì đi như vậy em thấy đi mà chia sẻ cái, tại vì em cũng chưa có ai để đi riêng thì em thích đi chung. Em là nếu như mà đi cũng không có xa, em như đi đâu mà cả nhà thì vui vẻ vậy thôi. Còn không là lễ Tết về ăn uống gì này nọ thì thôi đi ra ngoài. Dạ. Yeah. Anh thì anh rất là thích đi du lịch. Mà theo kiểu là mà trải nghiệm. Dạ. Mình có thể đi du lịch bụi. Yeah. Hoặc là đôi khi mình muốn một cái thư giãn thì mình có thể đi những cái nơi nó sang trọng hơn chút xíu. Yeah. Nói chung là mang cái tính là cho nó thoải mái và trải nghiệm cái bản thân. Rồi, bây giờ em bước tới nắm tay cô gái. Ha. Đó, mời cô gái đứng lên cũng lạnh, để cũng... truyền cảm xúc cho nhau. Nào, hỏi đi, nếu bây giờ anh về đội em thì em mong muốn anh sẽ làm gì? Nếu mình đến được với nhau để tìm hiểu cũng giống như là tiến tới xa hơn thì anh hy vọng anh sẽ là một bờ vai để cho em có thể là ngã vào, tựa vào khi mà có một vấn đề gì đó không vui. Nếu trong trường hợp mà có gì đó không vui cứ nói thẳng với anh và chia sẻ với anh. Anh sẽ thay đổi mình hoặc là lắng nghe em nói. Em cũng cần tìm một người như vậy. Em có lo lắng gì ở bạn trai đang đứng đối diện với em hay không? Em chỉ lo lắng như bạn nói đó, là bạn như mà nói mà không có, nhiều khi nóng quá đó, không có kiềm chế được đó. Thì em hy vọng là bạn có thể là sau này nếu như mà có thể tiến xa hơn thì có thể là sẽ có kiềm chế lại một xíu những cái lời nói. Thật sự tại có những cái lời nói nó còn hơn cả những cái đánh. Dạ, anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi. Dạ rồi, em chỉ hy vọng là như vậy thôi. Hát tặng bạn gái một bài đi. Em cứ nắm tay đừng buông tay ra. Lúc này là chúng ta đang tìm cảm xúc cho nhau. Em thì không có thuộc được nhiều bài hát, cũng giống như thuộc lời. Thì em xin hát một đoạn ngắn. Được không ạ? Được, em giống y chang chị á. Bài nào cũng biết mà không có nhớ lời bài nào á. Dạ. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, em yêu kiều thước tha cho lòng đắm say. Cuộc tình này dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Dạ em hết nhớ rồi. Nhiêu đó là đủ rồi. Nhiêu đó đủ rồi. Cũng có đáp lại gì không cưng? Bạn gái đáp lại coi. Em không nhớ được bài nào luôn á. Một vài câu để nếu như mà một bạn vài trai câu có thể cảm thì... nhận thôi. Nếu như một bài câu thì đó là một bài hồi xưa mẹ em thường hay ru em trai em ấy.
Nhưng mà tại vì em thích bài đó thành ra nhiều khi em sợ em không có ca đúng được nữa. Tại vì đó thích, là thích là cứ hát đi. Đó là một đoạn tiếng Hoa. À, thành ra em sợ nhiều khi em ca mà nó không có đúng từ á. Thành ra là dạ. Đó là để em suy nghĩ một xíu nha. Wo yan zhuo yi zhi xiao yang. Chai cân tha sân phang. Mây thẹn na cho tơ bì bì tơ bì phèn. Bù oan chèn chèn ta chai qua cân thang. Thật sự đó là một cái bài hát, đó là một cái chàng trai yêu thầm một cô gái. Và hàng ngày được là ước mơ được làm một chú cừu nhỏ đi theo sau lưng cô gái trên cánh đồng. Trời, và hàng ngày quá. Ngày được cô gái đánh ở trên cái lưng. Bài nãy em dịch ra trước hát nó còn hay hơn nữa. Em còn sợ em không có hát được nữa. Dạ. Thôi, dạ, tốt dạ, rồi. Thôi, dạ. Chúng ta trở về vị trí đi. Trở về vị trí nào. Đây. Thấy nút bấm của mình chưa nào? Đây, bấm em đây. Ở đâu? Mấy giờ thì hai em đã trao đổi với nhau, được nghe ý kiến của người thân, đã nắm tay nhau để truyền cảm xúc, để xem cảm giác là đây có phải một nửa mảnh ghép của mình hay không. Những lời hứa ngọt ngào, những sự trao đổi về yêu thương với nhau đã có rồi. Vấn đề còn lại là kiểm tra lại con tim của mình. Hãy hướng về phía trước, nhắm mắt lại để xem nhịp tim của mình có đập chung một nhịp hay không. Nếu đúng, đừng ngại ngùng, bấm nút bất kỳ lúc nào. Nếu không đúng, không cần bấm. Rồi, bây giờ sau 3 tiếng đếm. Đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Đấy. Chúng ta cũng lớn rồi, mạnh dạn lên nắm tay nhau nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm quen nhau với sự chứng kiến hàng triệu người. Và những cái lời hứa chúng ta không bao giờ nó phai mờ theo năm tháng đâu. Hứa cái gì làm y chang như thế nha. Dạ. Hôm nay em nhìn ống kính đi, gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Em hứa điều gì đi. Với chị thấy vậy nè, em trong cái gọi là cái mối tình này á, nếu mà có thành công á thì em phải là người gọi là người chịu, là cái người mà dẫn lối đưa đường và cái người chịu thiệt thòi cho cô bé Phụng này. Tại vì đây là mối tình đầu tiên của cổ đó. Ừ, dạ. Đầu tiên về mọi phương diện luôn á. Dạ. Xin chào hai bác. Cho phép con xin được che chở cho Phụng và được được dìu dắt và tìm hiểu Phụng để là một cái bờ vai để có thể che chở được cho Phụng về sau này. Con xin hứa. Rồi, Phụng nói gì với gia đình của bạn trai đi. À, dạ, con với ba mẹ mình nữa. À, dạ. Con chào hai bác và ba mẹ. Nhưng con hy vọng là hôm nay sẽ là một cái khởi đầu tốt đẹp. Và nếu như mà con và anh sẽ đến được với nhau thì con hy vọng là hai bên sẽ xem gia đình hạnh phúc. Và con sẽ xem ba mẹ anh như ba mẹ con. Và con cũng và anh cũng xem ba mẹ con như ba mẹ anh. Trời ơi, hay quá. Hỏi Phụng câu nè. Em có một cái trực giác là cái người đàn ông bên cạnh em sẽ là người để cho em tin tưởng, một cái người đàn ông tốt đối với em không? Em có cái trực giác đó không? À, có một xíu. Có một xíu đúng không? Dạ. Anh thấy là rồi. Anh theo cảm giác của anh thấy là nhiều đấy, chứ không phải một xíu đâu. Đó, vậy là bởi vì ở bạn rồi. Trai này anh thấy có một sự tin tưởng rất là lớn. Bạn gái thì lại càng tin nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng với những sự tin tưởng của tất cả mọi người, với những lời hứa mà các bạn đã nói với nhau đó, hãy giữ lấy và yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, chịu đựng nhau để chúng ta cùng đến với một cái chặng đường rất dài trong tương lai. Đó, còn bây giờ thì chúng ta hôn nhau nào. Hai bác cho con xin phép con hôn Phụng nha. Đôi hôn đầu đời đó. Được đó Phụng, bạn trai này rất là hiền luôn á. Chắc anh nghĩ nóng chắc không nóng dữ lắm đâu.